Trong câu chuyện ngày hôm qua, chúng tôi đã đề cập đến việc người nông dân ở nhiều địa phương ở miền Bắc đang từ bỏ cánh đồng, từ bỏ cây lúa bởi thu nhập quá thấp. Nông dân bỏ ruộng là câu chuyện hết sức xót xa và đằng sau đó là hàng loạt các chính sách về nông nghiệp đang rất cần được giải quyết thấu đáo. Câu chuyện sau được ghi nhận tại tỉnh Thái Bình. Bản đồ quy hoạch diện tích đất trồng trọt xã Quỳnh Giao, huyện Quỳnh Phụ. Những phần có màu xanh đậm thể hiện cho các phần đất nông nghiệp bỏ hoang. Với tổng diện tích là gần 32 ha, chiếm 10% diện tích đất nông nghiệp của toàn xã. Đây là mức cao nhất từ trước đến nay. Lãnh đạo Hợp tác xã Nông nghiệp Quỳnh Giao cho rằng, sở dĩ nông dân bỏ ruộng là vì trồng lúa mang lại thu nhập quá thấp. Cụ thể, trồng một sào ruộng, nông dân phải chi phí cho 12 khoản khác nhau. Trong đó chỉ tính riêng tiền giống, tiền thuê máy móc làm đất, thu hoạch, tiền phân bón, thuốc trừ sâu đã chiếm tới 76%. Bây giờ một sào ruộng mà nếu như bình quân ra thì chỉ thu được khoảng tầm từ 100 đến 120.000 đồng trên sào. Do vậy là không đủ lương thực để nuôi sống người dân. Do vậy là tỷ lệ ruộng càng ngày chắc chắn càng bỏ nhiều. Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn từng thừa nhận người nông dân khó làm giàu từ trồng lúa bởi số tiền lãi của mỗi hộ rất thấp. Để một hộ trồng lúa sống được thì diện tích trồng phải hơn 2 hectare. Nhưng ở Việt Nam có tới 10 triệu hộ nông dân mà diện tích đất lúa chỉ 4,2 triệu hectare. Bình quân mỗi hộ chỉ có chưa đến 0,5 hectare. Trong khi đó, thu nhập của người nông dân trên mỗi hectare chỉ khoảng 6 triệu đồng. Đây cũng là một cái chuyện cơ hội cho việc chúng ta sửa cái luật đất đai, cho việc tích tụ dụng đất lại. Khi mà nông dân cảm thấy là sản xuất không có hiệu quả thì họ sẽ có cái việc chuyển nhượng và sẽ có cái tổ chức hoặc cá nhân nào đấy đứng ra gom lại. Khi mà người ta gom lại có một cái diện tích lớn hơn, người ta ứng dụng khoa học kỹ thuật, ứng dụng cơ giới hóa và đặc biệt là có thể là áp dụng những cái tiến bộ kỹ thuật thì lúc đó là sản xuất nó hiệu quả hơn. Nó tích tụ ruộng đất vào trong tay một số ít người hơn và đồng thời là họ tổ chức lại sản xuất và cái quan hệ sản xuất ở trong đó là gì đấy là cái mô hình của tương lai. Và vì thế và chúng ta sẽ phải có những cái cách ứng phó với cái điều kiện mới nếu như cái sự bất bình đẳng nó quá lớn hoặc là cái sự tập trung nó mang tính chất bị thao túng. Còn nếu không thì tôi nghĩ là vẫn cứ để cho thị trường phát huy. Trong khi đó, theo một nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, quy mô sản xuất lúa gạo nói riêng và nông nghiệp nói chung ở Việt Nam rất nhỏ, khiến khó cải thiện được năng suất và thu nhập của người nông dân. Chính sách chia đều ruộng đất cả về số lượng và chất lượng khiến mỗi hộ gia đình có vài mảnh ruộng ở các vị trí khác nhau, nên khó cơ giới hóa cho nông nghiệp, khiến chi phí tăng cao, còn đầu ra thì lúc nào cũng không ổn định.